nhà. Thế theo nguyện vọng của những bạn ở xa ấy, muốn mình hướng dẫn cho một bộ sách về diện chẩn để làm sao các bạn mà khi ở xa các bạn chưa có điều kiện để các bạn học căn bản ấy, các bạn muốn thực hành và các bạn có thể làm được luôn. Thế thì mình hay giới thiệu cho các bạn ấy, những người mà chưa được học ấy, là cái bộ sách thực hành của thầy Hoàng Chu theo phương pháp diện chẩn của thầy Bùi Quốc Châu. Và trước đây ấy, mình đã hướng dẫn cho các bạn về cái tập 1 và tập 2 rồi. Hôm nay nhân tiện có thêm tập 3 mới ra mắt thì mình sẽ giới thiệu tổng quan về cả 3 tập này. Như các bạn đã biết thì cái tập 1 của Phác đồ thần kinh đa hệ của thầy Hoàng Chu ấy là tập hợp rất nhiều những cái hệ bệnh ở đây: bệnh thần kinh, huyết áp, xương khớp, bệnh tim mạch, tỳ vị đại tràng, bệnh phế, bệnh thận, bệnh bàng quang, vân vân, tất cả ở đây. Và vẫn theo cái phong cách của thầy là gì ạ? Từng bước một, thầy hướng dẫn rất là đơn giản, ví dụ chữa đau thần kinh hông to, đau thần kinh tọa, một là gì, hai là gì, ba là gì, bốn là gì, năm là gì. Và thầy có vẽ những cái hình vẽ ở đây, nó rất là dễ cho những người gì ạ, mới học hoặc những người tự học. Và chúng ta thấy là những cái huyệt mà thầy đánh dấu ở đây nó rất to, như vậy các bạn yên tâm là các bạn hoàn toàn có thể là gì ạ, có thể tự làm được, tự chấm được. Và nếu các bạn có làm sai thì nó không sao, nó giống như massage thôi. Và mình cũng nhân tiện đây mình cũng trả lời những câu hỏi thắc mắc của các bạn là gì. Trong sách thì thầy có đề cập là gì ạ, đến dùng cây giò thủy tinh, thì đấy chính là cây này ạ, đây là cây giò thủy tinh. Đấy. Thì trước đây là trong diện chẩn nó có dùng giò thủy tinh, nhưng sau này thầy Bùi Quốc Châu thầy có đổi sang dùng những cây giò mà nó có đầu inox như này. Thì khi cái cây giò thủy tinh này nó rơi xuống đất nó hay bị vỡ, khi mình đổi sang cây giò inox như này ấy, thì mình dùng nó rất là an toàn và nó được bền. Thế thì nếu mà các bạn không có giò thủy tinh ấy, thì các bạn có thể dùng cái cây sao chổi này, đầu to của cây sao chổi, các bạn thay thế như cây giò thủy tinh để day lên những cái vị trí huyệt mà thầy đã đánh dấu cho mình ở đây. Hoặc là các bạn có thể dùng cái đầu dây của cái cây giò dây này cũng được. Hoặc nếu các bạn không có những cái dụng cụ này thì các bạn kiếm những cái vật mà nó có tương tự như vậy, ví dụ cây bút chì hoặc là cái đầu tẩy của cây bút chì cũng được, không sao cả. Chúng ta không câu lệ về dụng cụ. Nếu các bạn có dụng cụ chính hãng của thầy Bùi Quốc Châu thì càng tốt, không thì các bạn sẽ kiếm một vật tương tự. Và mình cũng đặt được câu hỏi về 2 tập trước là cái dầu cù là dầu gì. Thì cái dầu đấy trong miền Nam thì mọi người hay gọi là dầu cù là, thực ra ở ngoài miền Bắc mình nó là cao cúc vàng hoặc cao bạch hổ hoặc cao sao vàng. Như mình hay sử dụng đấy là cao cúc vàng, tại vì cái độ nóng nó vừa phải mà nó lại được nhiều mà nó lại rẻ nữa. Thì đây là những cái dụng cụ mà các bạn cần để các bạn thực hiện 2 cuốn sách này. Như vậy là không nhiều, đúng không nào? Thế thì đây là tập 1 của cuốn Phản chiếu thần kinh đa hệ. Cái tập 2 này là năm 2015 khi mình vào thăm thầy Hoàng Chu thì thầy có tặng cho mình cái cuốn này. Sau về có chỉnh lý lại và có làm bìa đẹp lại để gửi tới cho mọi người. Thì vẫn theo cái phong cách rất là đơn giản của thầy thôi. Thầy hướng dẫn rất đơn giản. Ở đây có thêm một số cái món dụng cụ nữa. Ví dụ thêm cái búa, cái giò sừng, cái năn cầu đinh đôi lớn và cái ống hơ ngải cộng búa to nữa. Và trong cái phác đồ, các phác đồ của tập 2 này vẫn theo cái mạch cảm xúc từ tập 1. Thầy cũng vẽ các hình nó rất là cụ thể. Sau đó thầy có đưa ra từng bước một. Và ở cuối cuốn sách này thầy có liệt kê ra cũng khoảng đến gần 100 loại bệnh khác nhau các bạn ạ. Đủ các thứ bệnh linh tinh. Ở trong tập 1 thì thầy cũng đã đưa ra chúng ta cũng tầm đấy, cũng tầm độ khoảng 94 loại bệnh khác nhau. Tập 2 nó là phần bổ sung và phát triển thêm của tập 1. Thì 2 cái tập này trước đây mình đã có dịp giới thiệu đến các bạn rồi. Và gần đây nhất là năm 2018 mình có vào thăm thầy và thầy lại tặng cho một cái cuốn sách thứ 3, là tập thứ 3 của Phản chiếu thần kinh đa hệ. Thì tập này có thể nói là tập nâng cao của 2 cái cuốn này. Và trước mình về thì mình cũng đọc, sau đó mình lại quên, mình cất trong tủ. Mình chưa giới thiệu được với mọi người. Đợt này nhân dịp là mình cũng tranh thủ mình sắp xếp lại, chỉnh lý lại và mình gửi đến các bạn cái cuốn sách này. Thế thì trong cái cuốn sách này nó giống như là cái phần nâng cao của 2 tập kia. Thì trong này thầy có giải đáp rất là chi tiết cụ thể những cái căn nguyên sinh ra bệnh và cách chữa của các bệnh ở khoảng chục loại bệnh ở đây. Ví dụ ở đây thầy có nói này, thầy lý giải huyết áp cao, thế nào là huyết áp cao, 85% huyết áp cao là ảo, stress căn bệnh xã hội và cách chữa. Chỉ một phác đồ có thể chữa tất cả các chứng bệnh về đường kinh của phụ nữ, giải pháp tối ưu cho người mẹ từ lúc mang thai đến sinh con, chăm sóc sức khỏe cho bé sau sinh, cảm gốc của nhiều bệnh chứng, đau đầu, bệnh chữa không khó. Như vậy ở đây thầy trình bày độ khoảng 6 loại bệnh mà rất là nhức nhối trong xã hội hiện đại, và thầy đi tìm giải thích những cái căn nguyên của những cái bệnh đấy là gì. Và mình rất thích đọc những cái bài này, tại vì thầy giải thích rất là kỹ
Và có thể coi là những cái bài viết này có thể là bài viết chuyên sâu sau khi các bạn đã kinh qua tập 1, tập 2 và bây giờ các bạn muốn hiểu được cái nguyên lý, cái cặn kẽ của nó như nào. Trong này thầy cũng giải thích rất kỹ về cái phác đồ thần kinh đa hệ rất là nổi tiếng. Cái phác đồ này có thể là gì? Quân bình âm dương, quân bình năng lượng này, có thể là gì ạ? Chữa huyết áp cao, huyết áp thấp và phục hồi sức khỏe cho những người ốm lâu ngày. Rồi thầy giải thích là cái bí ẩn của bàn tay, tại sao lại dùng bàn tay để chữa bệnh nó hiệu quả như vậy. Nhất là trong những cuốn sách này thầy chữa về bệnh tim nó rất là hiệu quả. Thầy vẽ cái sơ đồ này và thầy giải thích rất kỹ. Và mình đã chứng kiến rồi, rất nhiều người á đã khỏi bệnh tim mạch nhờ vào những cuốn sách này. Thì trước đây khi mình mới bước chân vào nghề diện trần thì mình gặp những cuốn sách của thầy nó nhàu nát. Mình rất thích nhưng mà mình không hiểu là nó ở đâu ra, xuất phát thế nào. Và sau này mình có được những cuốn sách nó rất là đẹp như thế này. Ok, tiếp theo. Thì trong phần này thầy như cái phần đề mục này, thì chú giải huyết áp cao là ảo, nguyên nhân ở đâu và cách chữa như thế nào. Thì ở đây thầy có vẽ ra những hình này và mình cứ thế làm theo rất là đơn giản. Cái vùng gạch này là cái vùng để mình gạch, mình cào, mình hơn các bạn ạ. Mình trong diện trần mình còn sử dụng điếu ngải cứu này nữa các bạn này. Thầy cũng hướng dẫn cho mình sử dụng điếu ngải cứu để hơ lên những cái huyệt mà thầy đã đánh dấu nhé. Rồi thầy lý giải stress là gì, đi tìm nguyên nhân rồi chữa cảm cúm. Rồi còn một cái bệnh nữa rất hay, chỉ một phác đồ chữa tất cả các bệnh chứng về đường kinh. Tức là tất cả những bệnh về đường kinh ở đây thầy đều có thể giải quyết được. Ví dụ như là u nang buồng trứng rồi kinh nguyệt không đều, vân vân và vân vân, thì đều có thể lý giải ở trong hết phần này. Đó. Rồi tiếp theo, rồi cả khô âm đạo, u sơ tử cung, viêm ngứa loét tử cung này, bệnh suy nhược cơ thể này. Đó, thì thầy đều chữa bằng những cái hình này để áp dụng cho phụ nữ. Và trong cái này mình đánh giá cao cái tinh thần của thầy, tính nhân văn của thầy là gì ạ? Trong này thầy chữa là gì? Hướng dẫn cho bà mẹ đang mang thai để làm sao chăm sóc cho đứa con trong bụng, gọi là thai giáo đấy các bạn ạ. Thì cái này là trong cái cuốn sách này thầy hướng dẫn từng bước một mình tác động vào huyệt nào để cho bà mẹ bớt ốm nghén này, để cho bà mẹ khỏe mạnh hơn mà không cần phải dùng đến thuốc, để có thể là sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Rồi không những thế, sau khi bà mẹ sinh xong ấy, mình có cách nào ấy giúp cho sản phụ mà ít đau đớn và giúp cho sản phụ ấy hồi phục được sức khỏe được cách nhanh nhất. Thì trong này thầy cũng bày ra các cách ở đây, cứ 1, 2, 3, 4, 5 cứ thế nhìn theo hình vẽ và làm theo. Và nữa là các bạn chưa biết huyệt, các bạn cứ ấn vào những cái vùng này, nó không hề có tác dụng phụ. Nếu mà ấn không chính xác tuyệt đối như các thầy thì nó vẫn đều có kết quả mà nó không hề gây cái hệ quả gì cả. Như vậy các bạn yên tâm mà làm nhé. Rồi tiếp theo này thầy hướng dẫn là cách chăm sóc cho đứa trẻ. Ví dụ chữa hắt hơi, sổ mũi của trẻ này, rồi chữa bé quấy khóc nhiều này, chữa ói nôn khi ăn này. Đó, và cuối cùng phần này là thầy có hướng dẫn về cách chữa cảm nóng, cảm cấp tính, cảm thương hàn, cảm là gì. Rồi các bước thực hiện, rồi đau đầu. Bệnh này chữa cũng không khó. Thầy có những cái bước mà chữa đau đầu sẽ hiệu quả luôn. Đau đầu như búa bổ rồi, đau nửa đầu. Cái tình trạng này rất nhiều người gặp, đau đỉnh đầu, đau vùng trên da đầu, đau theo dạng stress. Tức là trong cái cuốn sách này ấy, có thể nói là đây là phần nâng cao, thầy ghi chú rất là cụ thể. Vì vậy cái tiêu đề của cuốn sách này ấy, có tên là giải mã các bệnh thường gặp. Còn cuốn tập 1, tập 2 này chủ yếu là các phác đồ trị bệnh nhé các bạn nhé. Trong đấy thầy ít đi vào phần giải thích tại sao thầy lại làm như vậy. Nhưng trong cuốn này ấy, thầy có giải thích rất kỹ. Ở cuối cuốn sách thì thầy có nói đến cái nền y học nhân văn. Thì thầy coi diện trần ấy là một cái môn y học nhân văn. Nhân văn tại sao? Tại vì nó chữa bệnh, nó không gây đau đớn cho bệnh nhân, nó không mổ xẻ, nó không để lại hệ quả gì cho bệnh nhân. Và nó giúp cho gì ạ? Người bệnh nhân có thể tự khắc phục được cho mình mà không cần phải đến phụ thuộc vào bác sĩ hay bệnh viện. Như vậy nó cũng góp vào một cái phần nhỏ bé của mình vào công cuộc của Đảng và Nhà nước chúng ta là gì ạ? Là mỗi bệnh nhân chúng ta sẽ là những người thầy thuốc để tự chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần vào nâng cao cái thể trạng cho người Việt Nam. Đó chính là cái nền y học nhân văn các bạn ạ, giúp cho con người và con người sống hạnh phúc hơn, và giúp cho trí tuệ và nòi giống của người Việt Nam ta ngày càng phát triển hơn. Thì đây là 3 tập, tập 1, tập 2, tập 3 phác đồ phản chiếu thần kinh đa hệ của thầy Hoàng Chu, viết theo phương pháp diện trần điều khiển liệu pháp của thầy Bùi Quốc Châu. Cuốn sách này mình coi 3 cuốn này là 3 cuốn thực hành dễ nhất cho những người mới học mà chưa cần học đến lý thuyết, mà các bạn có thể làm ngay, sau đó các bạn có thể tìm hiểu đến lý thuyết sau. Chúc các bạn sẽ ứng dụng bộ sách này thành công nhé. Thì mọi chi tiết liên hệ mua sách các bạn có thể nhìn trên màn hình đây.
thì mình đã ghi chú hết ở đây rồi. Thì các bạn có thể đặt trên website, thì trung tâm mình sẽ có những người mà gửi cho các bạn về tận theo đường bưu điện nhé. Chúc các bạn thành công. Tạm biệt.